Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin Việt Nam và đời sống sau đây. Bản tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam cho hay Việt Nam đang dần mở cửa trở lại sau đại dịch. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 9 tháng 6 cho biết do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang tạm ổn định tại Việt Nam, do đó Việt Nam đã sẵn sàng để mở cửa hội nhập. Theo đó thì vũ trường, quán karaoke sẽ được phép mở cửa trở lại song song với việc mở lại các đường bay quốc tế. Tuy nhiên thì các cơ quan chức năng vẫn được yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ các khu vực như là đường biên giới, đường bộ, đường biển, hàng không và cửa khẩu. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài cũng được khuyến khích vào Việt Nam, kể cả công nhân lành nghề để tìm kiếm cơ hội đầu tư và làm việc, nhưng phải có địa điểm trung chuyển trong nước và quốc tế. Theo đó, các địa phương yêu cầu sắp xếp địa điểm cách ly phù hợp cho những trường hợp nhập cảnh đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước. Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông được yêu cầu tạo thuận lợi nhằm hỗ trợ cho các chuyến bay này được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Vẫn là tin Việt Nam, dùng nước mương ô nhiễm để sản xuất nước tinh khiết ở Hải Phòng. Công ty Phúc Hà vừa bị đình chỉ hoạt động vì lấy nước từ con mương bị ô nhiễm xử lý qua hệ thống lọc và sau đó đóng bình thành nước tinh khiết với thương hiệu Vimas đưa đi tiêu thụ. Ngày 8 tháng 6, chủ công ty này đã thừa nhận hành vi nêu trên. Và được biết thì trước đó 3 ngày cơ sở Phúc Hà đã bị Chi cục Quản lý Thị trường Hải Phòng lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động, thu hồi tất cả các sản phẩm đã cung ứng ra thị trường và chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan y tế. Được biết, mương nước tại thôn Phương Chữ Đông, xã Trường Thành bị ô nhiễm bởi chính nguồn vào từ sông Lạch Trê và nguồn thải ra từ các gia đình người dân sống hai bên mương. Tuy nhiên thì nguồn nước này lại được công ty Phúc Hà sử dụng làm nguồn nước để sản xuất nước lọc tinh khiết. Cơ sở này hoạt động từ năm 2008 theo giấy phép nguồn nước lấy từ giếng nước tại chân núi Voi, cách xưởng khoảng 250m. Thế nhưng gần đây thì nguồn nước này bị gián đoạn nên cơ sở đã sử dụng nước bị ô nhiễm trên con mương vừa nêu trên. Cơ sở hiện có hơn 10 đại lý phân phối trên toàn huyện An Lão, cung cấp nước lọc cho gần 2.000 học sinh tại 3 trường tiểu học Quang Trung, Quang Thanh và Tân Viên. Quay sang một bản tin khác là tin từ Sài Gòn. Sài Gòn đề xuất đốn hạ nhiều cây trong trường. Khảo sát hơn 430 cây trong 21 trường thuộc khu vực thành phố Sài Gòn, Sở Xây dựng phát hiện nhiều cây bị sâu bệnh, mục thân, có nguy cơ ngã đổ nên đã đưa ra đề xuất đốn hạ. Các trường được khảo sát được cho là từ mầm non đến trung học phổ thông. Và các cây được kiểm tra là các loại cây bóng mát như là cây phượng, bàng, bằng lăng, sò khỉ, bò cạp nước, lim, dầu và me tây. Được biết cây trong trường do các trường tự quản lý chăm sóc và đa số thì cắt tỉa một năm một lần. Tuy nhiên vì cắt tỉa chưa đúng kỹ thuật nên nhiều cây đã bị cắt rụi nhánh khiến cho cây bị mất sức sống lâu dài, cành nhánh sẽ mọc nhiều tại chỗ cát sông rất dễ gãy, gây nguy hiểm cho học sinh. Và bên cạnh đó thì theo ghi nhận thì đa số cây hiện nay được trồng trong bồn xây bê tông cao 30-60cm, bề của bồn trồng cây thường được làm chỗ ngồi cho học sinh. Tuy nhiên thì các cây được trồng trong bồn như thế thì được cho là sẽ có bộ rễ bị bó hẹp diện tích, khiến rễ rất khó mọc lan ra ngoài để tạo độ trụ vững chãi cho cây, dẫn đến việc cây dễ bị ngã đổ khi có những cơn gió hoặc mưa to. Tiếp theo là tin học viên cai nghiện liên tục gây náo loạn để nhập viện rồi trốn chạy. Kính thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 6 thì đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết 4 bệnh nhân từ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang được nhập viện hôm 6 tháng 6 để điều trị vết thương do đánh nhau, hiện đã bỏ trốn. Và cũng không cùng ngày 9 tháng 6 thì các học viên tại cơ sở cai nghiện này lại tiếp tục gây xung đột và đánh nhau. Hiện hàng trăm cảnh sát cơ động đã được điều động đến đây để vãn hồi trật tự.
Và được biết trong vài ngày vừa qua thì cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang lại liên tiếp xảy ra các vụ học viên đánh nhau và sau đó lợi dụng tình hình để mà bỏ trốn. Giải thích về nguyên nhân đã khiến dẫn đến tình trạng này thì đại diện cơ sở cho rằng vì lực lượng bảo vệ tại chỗ quá ít, trong khi những người nghiện thì manh động khiến tình hình càng phức tạp hơn. Và một tin khác cho biết thì mâu thuẫn giữa các học viên phát sinh là do ban quản lý tại đây không xử lý công bằng các sai phạm. Ngoài ra thì lực lượng bảo vệ nơi đây do không được trả đủ tiền lương nên một số đã nghỉ việc. Và tiếp theo là bản tin giải trí cho biết đạo diễn gốc Việt ra mắt phim về Lý Tiểu Long. Be Water, phim tài liệu về Lý Tiểu Long của đạo diễn gốc Việt Việt Bảo Nguyễn chiếu trên ESPN ngày 7 tháng 6, tác phẩm dài 96 phút tập trung vào quá trình Lý Tiểu Long, Bruce Lee vươn lên thành diễn viên biểu tượng võ thuật hàng đầu thế giới, cũng như là cuộc đấu tranh của ông chống lại sự kỳ thị trong làng phim Hoa Kỳ thập niên 1960 thông qua những thước phim cũ cũng như bình luận của người khác. Lý Tiểu Long được khắc họa như một người cứng rắn, giàu lý tưởng, nỗ lực thích ứng với những môi trường làm việc khác nhau. Be Water là cụm từ Lý từng dùng để miêu tả triết lý võ thuật của mình. Be Water từng tranh giải phim tài liệu ở Liên hoan phim Sundance ở Hoa Kỳ hồi tháng 1 năm nay. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Và bản tin cuối cùng trong phần tin buổi tối hôm nay cho biết Netflix dừng phát tiếp tập cuối của series Terrace House Tokyo 2019-20. Netflix dừng phát tiếp tập cuối của series Terrace House Tokyo 2019-2020 do sao đấu vật Hana Kimura, thành viên show thực tế, tự tử. Show thực tế kể về 6 người lạ sống cùng nhau trong một nhà chung. Hana Kimura tham gia show từ tập 20 về sau. Do cá tính mạnh, cô nhận ý kiến trái chiều từ khán giả. Ở tập 38, cô bị chỉ trích vì thái độ gay gắt với bạn nam chung nhà. Một diễn viên hài khi anh làm hư trang phục thi đấu của cô. Ngày 23 tháng 5, sau đô vật nữ 22 tuổi tự tử, trước khi qua đời thì cô viết trên trang mạng xã hội. Đọc hơn 100 bình luận ác ý mỗi ngày. Tôi bị tổn thương, thấy như đang chết. Cảm ơn mẹ và những người đã ủng hộ tôi. Tôi quá yếu đuối và không muốn tiếp tục nữa. Tôi mong mỏi một cuộc sống được yêu thương. Cảm ơn tất cả. Kính thưa quý vị, và tiếp theo đây là thông báo. Trong thời gian đại dịch sắp xảy ra khắp nơi trên thế giới thì đã làm cho rất nhiều người bị hạn chế đi lại, đặc biệt là các vị cao niên. Vừa qua thì tại quận Cam của chúng ta đã thông qua chương trình giao thức ăn miễn phí đến tận nhà cho các cụ cao niên trên 65 tuổi. Và nhà hàng Phở Lysis trong vùng Hudson Valley là một trong hai nhà hàng Việt Nam rất hãnh diện được chọn để phục vụ món ăn Việt cho các cụ. Những cụ đang dùng thức ăn Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua cũng có thể đổi sang món ăn Việt Nam cho hợp khẩu vị hơn. Cần biết thêm chi tiết về chương trình này cho chính mình hay cha mẹ của mình thì xin các bạn hãy vui lòng vào trang web mealonwheeloc.org để biết thêm chi tiết. Kính thưa quý vị, và thông báo vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin buổi tối của chúng tôi của ban tần 14.5 CBN. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ, một ngày thật bình yên và nhiều sức khỏe cho tương lai. Kính chào và tạm biệt.